Thưa quý vị, trong vòng hơn một tuần qua tại nhiều thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xảy ra tình trạng hết vaccine 5 trong 1 Quinvaxem. Tình trạng này đang khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng khi hàng trăm nghìn em bé tuổi từ 2, 3 đến 4 tháng bị gián đoạn lịch tiêm chủng. Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã thông tin chính thức rằng trong tuần tới sẽ có vaccine Bombefy thay thế. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh thành khác cũng đã hết vaccine 5 trong 1 Quinvaxem. Với nguồn vaccine 5 trong 1 Quinvaxem này, thành phố đã điều phối tiêm cho trẻ nhưng số lượng chỉ đủ đáp ứng đến tuần đầu của tháng 9. Hiện thành phố cũng đang chờ nguồn vaccine Combify thay thế vaccine Quinvaxem từ Bộ Y tế, nhưng chưa rõ khi nào có. Trong thời gian chờ đợi, Trung tâm hướng dẫn các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi chủng ngừa đưa trẻ đến trạm y tế để uống vaccine ngừa bại liệt theo lịch hàng tháng và lập danh sách trẻ khi có vaccine Combify để tiêm bù. Trong khi đó, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục cấp đăng ký lưu hành, hiện các lô vaccine Combify đã được kiểm định chất lượng. Dự kiến trong tuần tới, vaccine này sẽ được chuyển đến các điểm tiêm chủng để thay thế cho vaccine Quinvaxem. Vaccine Combify do Ấn Độ sản xuất được sử dụng thay thế cho Quinvaxem, do nhà sản xuất đã ngừng sản xuất loại vaccine này trên toàn thế giới.